Chú ý nhìn, đây là một con búp bê kỳ dị, nhưng người mẹ không biết còn mua về tặng cho con gái của mình. Con búp bê không chỉ cao lớn giống như cô bé, mà còn mặc quần áo giống như nhau. Lily rất vui vẻ, còn mang búp bê cùng đi làm tóc. Nhưng búp bê càng ngày càng quỷ dị, người mẹ cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không nói là không đúng ở đâu. Lily đưa búp bê trở về phòng của mình, thích thú vô cùng, còn ngủ chung một phòng cùng nhau. Ngày hôm sau, bạn bè của cô bé tới nhà chơi. Cô bé cố gắng khoe khoang với các bạn, nói búp bê của mình là búp bê đẹp nhất thế giới. Có một cô bé nhìn thấy không chịu được còn chế giễu con búp bê của Lily. Cô bé hoàn toàn mất kiểm soát, đi tới giật lấy làm hỏng con búp bê của cô bạn. Cô bé đau lòng nói với mẹ của Lily. Mẹ của Lily nói lời xin lỗi, nhưng mẹ của cô bé tức giận rời đi. Chuyện này khiến cho mẹ của Lily không còn mặt mũi, vì tức giận trực tiếp thu hồi con búp bê của Lily, ôm nó trở về phòng của bà. Lily chỉ có thể ở trong phòng tức giận, nhưng chuyện kỳ quái xảy ra rồi. Mẹ của cô đột nhiên cảm thấy con búp bê này ngoan hơn con gái mình rất nhiều, không thể không ôm búp bê. Lúc này, đột nhiên tay của con búp bê cử động, ôi trời ơi! Ngày hôm sau, mẹ của Lily làm cho búp bê một phần ăn sáng. Búp bê thật sự đã trở thành con gái của bà, nhưng Lily thật sự đã tức giận. Lúc cha mẹ của cô đang thu dọn bát đũa, liền truyền tới tiếng của Lily. Lily nhanh chóng giải thích, đây không phải là do cô làm hỏng, là do con búp bê làm, nhưng cha mẹ của cô căn bản không tin, búp bê sao có thể cử động, rõ ràng là chuyện này là do bản thân làm sai, còn không nhận. Lily rất đau khổ, bọn họ vậy mà tin con búp bê này, không tin mình. Lúc này, người mẹ dường như nói ra một lời nguyền, bà hy vọng búp bê trở thành con gái của mình, vì Lily quá nghịch ngợm. Lily tức giận chạy lên lầu. Có điều người anh thông minh dường như nhìn thấy manh mối. Tới buổi tối, người mẹ đột nhiên đưa búp bê lên trên giường của mình. Chuyện này khiến người chồng rất không hài lòng. Buổi tối, ai có thể chịu được như vậy? Vì vậy sau khi người vợ ngủ, âm thầm bế con búp bê trở về phòng của con gái. Nhưng khi người chồng quay người rời đi, con búp bê đứng dậy đi tới phía trước giường của Lily. Ngày hôm sau, búp bê lại nằm trên giường của người bố, đây cũng quá đáng sợ. Lily ở bên này cũng như vậy, người mẹ bây giờ chỉ quan tâm tới con búp bê này, không quan tâm đến cô bé. Buổi chiều Lily tan học trở về nhà, cô bé tìm khắp căn phòng, cũng không phát hiện ra dấu vết của con búp bê. Rõ ràng là con búp bê cố tình trốn cô, đợi đến khi mẹ tan làm về nhà, nhìn thấy trong tay của Lily toàn mực đen. Cô bé nói bản thân hoàn toàn không biết, người mẹ chỉ có thể lên lầu kiểm tra. Lúc sau nghe thấy tiếng hét của người mẹ, Lily nhanh chóng đi lên lầu, nhìn thấy trên tường đầy chữ hỗn loạn cũng bị dọa cho sợ. Lúc này người mẹ chắc chắn chuyện này lại là do Lily làm. Cô rất bối rối, nhưng lại không có cách nào chứng minh là do búp bê làm. Người anh thông minh nghĩ một cách, cậu dự định dùng máy quay quay lại hành động của búp bê, nhưng con búp bê đã trở nên tốt đẹp, nửa đêm trực tiếp xuống giường làm hỏng thẻ nhớ của máy quay. Ngày hôm sau anh trai muốn kiểm tra máy quay, một mặt kinh ngạc, anh cho rằng là mẹ lấy thẻ nhớ bên trong máy quay. Người mẹ tức giận trực tiếp thu lại máy quay. Anh trai hoàn toàn tin vào em gái, cậu gọi bạn thân của mình tới, định tháo rời con búp bê ra, phát hiện trên đầu của nó dòng chữ được viết lên, cố gắng xóa chữ đi, đáng sợ quá. Sau đó họ lại tìm tới nhà máy sản xuất búp bê. Thông qua bức ảnh mà bọn họ lấy ra, bà lão nói với họ, đây là con búp bê bị nguyền rủa, nó vẫn luôn biến thành người thật. Nếu như nó thành công, em gái của cậu cũng sẽ không trở lại nữa. Bà lão nói vậy khiến cậu nhanh chóng trở về nhà, ngăn cản chuyện này xảy ra. Ở bên này con búp bê đã bắt đầu hành động, chỉ thấy nó cầm chiếc búa trên tay, trực tiếp đập vỡ gương. Người mẹ chạy lên lầu, Lily tội nghiệp bị coi là hung thủ. Căn bản không cho cô bé có cơ hội giải thích, người mẹ ôm con búp bê rời khỏi căn phòng. Cô bé đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng bị ngã xuống đất. Cô quay đầu nhìn một cái, hóa ra một chân của mình đã biến thành chân gỗ. Ôi trời ạ, cô kiên quyết bò tới phòng của mẹ, muốn cầu cứu. Lúc này, con búp bê đã thật sự biến thành Lily. Lily biến thành con búp bê, xem ra lời nguyền như vô tình của người mẹ đã trở thành sự thật. Tạm biệt Lily, tao luôn luôn ghét mày. Sáng ngày hôm sau, con gái của bọn họ biến thành người biết làm bữa sáng, giành lấy sự yêu thích của bố mẹ. Nhưng anh trai cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Lúc này Lily thật sự đang ở bên cạnh rơi nước mắt. Lily giả nhanh chóng chạy tới lau nước mắt. Nhân lúc nửa đêm, con búp bê biến thành Lily vứt cô bé vào thùng rác. Thật tốt khi được là mày. Nhưng ngày hôm sau lúc Lily đi học, bạn thân của anh trai phát hiện có một nốt ruồi trên cổ của con búp bê. James đi tới nhìn một cái, sao nó lại giống với cái trên cổ của em gái như vậy. Cậu bé nhanh chóng gọi mẹ tới, người mẹ cũng rất ngạc nhiên, hóa ra cũng không phát hiện ra trên cổ con búp bê có nốt ruồi. Lúc này cậu chợt nhận ra, nhanh chóng chặn em gái đang đi học, xem chuyện gì đã xảy ra. Lily giả nhanh chóng bỏ chạy, James cùng người bạn thân nhanh chóng đuổi theo. Người mẹ ở bên này ôm lấy con búp bê không ngừng nói xin lỗi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Lily người đã biến thành con búp bê, trở lại như bình thường một cách thần kỳ. Và lúc này, Lily giả ở bên này cũng dần dần biến thành búp bê, ngã xuống đất.
mấy người cũng đuổi kịp tới. Khi con búp bê ngồi dậy, một chiếc xe tải lao tới. Con búp bê bị kẹt dưới gầm xe, bị kéo đi xa, cuối cùng vẫn là không thể phá hủy con búp bê. Lại qua mấy ngày sau, có hai cô bé ở trên đường lại nhìn thấy con búp bê. Khi hai đứa trẻ tranh cãi về việc sở hữu nó. Nếu như các bạn thích bộ phim này, hãy ấn follow và chia sẻ cho bạn bè. Hẹn các bạn vào những bộ phim tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.